Kính chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông ở huyện Cần Đước chính thức đi vào hoạt động với kỳ vọng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên miền Đông Nam Bộ. Quan điểm phải lấy dân là gốc là yếu tố quan trọng trong suốt chiều dài 35 năm đổi mới và tiếp tục được Đại hội 13 của Đảng kế thừa và phát huy. Chia sẻ của người Việt Nam tại Mỹ về làn sóng kỳ thị người gốc Á trước thảm kịch 6 người phụ nữ gốc Á thiệt mạng và sau một năm chịu đựng sự kỳ thị do đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 22 tháng 3 năm 1955, 22 tháng 3 năm 2021, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nội dung bức điện có đoạn viết: Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước ngày nay. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa mà có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lãng hoa chúc mừng Tổng Bí thư Thủ tướng Lào Thongloun Sirisulit. Ban Đối ngoại Trung ương đã gửi điện mừng tới Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông của tỉnh Long An đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khánh thành vào sáng ngày 21 tháng 3. Đây là một động lực nữa cho tỉnh Long An đi lên từ công nghiệp. Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông ở huyện Cần Đước nằm sát sông Vàm Cỏ Đông. Sắp tới khi một bến cảng được xây dựng, khu công nghiệp này sẽ trở thành điểm trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lên miền Đông Nam Bộ. Ghi nhận nỗ lực của Long An trong thu hút đầu tư những năm gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc phát triển các khu công nghiệp tập trung để xử lý tốt nước và chất thải sẽ đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất và cơ cấu lao động của Long An. Nhấn mạnh tiềm năng phát triển của Long An hiện nay còn rất lớn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh hãy phát huy truyền thống của một địa phương, luôn đề xuất với Trung ương những ý tưởng mới trong phát triển, đồng thời tích cực thực hiện hợp tác liên kết vùng với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam để phát triển vùng Đồng Tháp 10. Chúng ta thấy nông thôn, nông nghiệp của Long An còn rất lớn. Chính vì vậy, tôi đề nghị phát triển hài hòa những khu vực đô thị và nông thôn để đưa một bước đời sống của nhân dân, nông dân tiến lên. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Chính phủ tiếp tục quan tâm, ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các địa phương, nhất là những các ý tưởng mang tính đột phá để đưa một địa phương tiến lên. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thị sát địa điểm xây dựng hai nhà máy điện khí có tổng công suất 3.000 MW do liên doanh giữa Quỹ đầu tư Vina Capital và Tập đoàn Năng lượng GS của Hàn Quốc đầu tư. Dự án này vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An trao chứng nhận đầu tư với số vốn lên đến 3,1 tỷ đô la Mỹ. Các nhà máy này sẽ sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng nhập khẩu để phát điện. Khi đi vào sản xuất điện sau 3 đến 4 năm nữa, mỗi năm hai nhà máy này sẽ nộp khoảng 2.000 tỷ đồng vào ngân sách của tỉnh Long An. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cảng quốc tế Long An trên sông Xoài Rạp với 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu từ 30.000 đến 70.000 tấn. Cùng 4 bến xà lan nội địa. Đây là điểm kết nối xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Long An và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm khoảng 20% chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp. Cũng trong sáng ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng GS của Hàn Quốc và Alibaba của Trung Quốc đang đầu tư tại Long An. Đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong năm 2020, đặc biệt là thành tích phòng chống dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép.
Vì thế, ngày càng nhiều các doanh nghiệp nước ngoài mong chờ thời điểm mở lại các đường bay thương mại quốc tế để họ quay trở lại Việt Nam thuận lợi, tìm kiếm các cơ hội đầu tư. Lãnh đạo tập đoàn năng lượng GS và Alibaba tin tưởng vào sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời mong muốn tham gia nhiều hơn vào sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ thúc đẩy xúc tiến các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đồng thời hoan nghênh tập đoàn năng lượng GS và Alibaba đang triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để thu hút đầu tư. Cùng với đó, môi trường kinh doanh ở Việt Nam sẽ không ngừng cải thiện để tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị, trên cơ sở tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12, Đại hội 13 của Đảng đã rút ra 5 bài học hết sức quan trọng, trong đó nhấn mạnh quan điểm phải lấy dân là gốc. Và tại đại hội lần này, bài học dân là gốc còn tiếp tục được phát triển bổ sung. Theo đó, để phát huy quyền làm chủ của nhân dân cùng với thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, nghị quyết đòi hỏi phải coi trọng thực hiện cả dân giám sát và dân thụ hưởng. Chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của dư luận. Xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Con đường này vừa được nâng cấp theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phần lớn kinh phí để cải tạo cống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng và chỉnh trang con đường này là do chính bà con nơi đây đóng góp. Từ những gì đang có, bà con nơi đây hiểu rõ được ý nghĩa và tầm quan trọng của chủ trương dân giám sát, dân thụ hưởng trong văn kiện Đại hội 13. Từ trước đây coi như vậy là nó mới chỉ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng bây giờ sâu sát hơn là dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì tôi thấy những cái này là cái đưa vào trong nghị quyết. Tuy rằng cái câu chữ nó rất ít nhưng nó đầy đủ những cái ý nghĩa để coi như vậy đem lại cái cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Với quyết sách được thông qua tại Đại hội 13, nhiều ý kiến cho rằng sắp tới, người dân không những được biết, được làm mà còn được giám sát và hưởng thụ nhiều hơn những gì mình làm ra. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn sẽ trở thành động lực để khơi dậy sức dân, đóng góp cho quá trình phát triển. Nghị quyết 13 của Đảng thì thực tế đã đưa cái nội dung này vào thì rất là phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Tại vì người dân càng ngày người ta càng thấy mình được làm chủ nhiều hơn thì người ta sẽ thực hiện tốt hơn. Và tôi tin rằng là nếu cứ như thế này thì phát huy được tinh thần nội lực của người dân là rất lớn. Đại hội 13 chúng ta bổ sung 4 từ nữa. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Bây giờ thêm 4 từ là dân giám sát và dân hưởng thụ. Cái giám sát là giám sát và phản biện xã hội. Và hưởng thụ chính là mục tiêu mà Đại hội 13 đề ra. Là cuộc sống hạnh phúc. Trong quá trình suốt 90 năm Đảng ra đời và lãnh đạo cách mạng thì tư tưởng vì dân đem lại lợi ích cho nhân dân là nhất quán, được thể chế hóa ngay trong hiến pháp cũng như bằng các quyết sách của Đảng qua nhiều thời kỳ. Và tại Đại hội 13, tư tưởng dân là gốc đã được đúc kết thành bài học riêng với những nguyên tắc cơ bản định hướng mọi sách lược chủ trương của Đảng trong giai đoạn tới. Đại hội Đảng lần thứ 13 khẳng định phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm dân là gốc. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Dân là gốc chính là phát huy và bảo đảm tốt hơn, thực chất hơn quyền làm chủ của nhân dân. Để chủ trương này đi vào thực tiễn cuộc sống thì lợi ích của nhân dân phải là trước hết và trên hết trong chu trình hoạch định và triển khai chính sách. Những cái chủ trương từ cái nhỏ cho đến cái lớn thì đều phải bắt đầu từ lợi ích của người dân. Và người dân người ta tham gia và xem là trong cái quá trình làm những việc ấy thì người ta được cái gì? Đất nước được gì? Địa phương được gì? Và bản thân, quê hương họ, gia đình họ và bản thân họ được cái gì? Đấy, và nếu mà như thế người ta biết là cái lợi ích đó ngay từ chính sách đó ra đời thì người ta tham gia rất là tốt. Thì cái chính sách nó mới đi vào cuộc sống và chính thế nó mới đem lại cái lợi ích thực sự cho họ.
Bài học đi vào cuộc sống là bằng chính sách cụ thể. Đấy, ví dụ như phải dân chủ với nhân dân, thế rồi phải tránh cái quan liêu, phải tránh cái xa dân, xa rời dân, thế rồi phải để ý đến cái hạnh phúc của nhân dân, đến cái phải xóa đói giảm nghèo, phải đi vào những cái rất là thực tiễn trong đời thường của nhân dân thì đều phải quan tâm, và phải từ cái thực tế ấy thì dân phải biết, dân phải bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân phải thụ hưởng. Thì tất cả những cái đó đi vào cuộc sống thì nhất định sẽ thành công. Nhân dân được thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển. Bài học lấy dân làm gốc sẽ trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn khi chủ trương này được thực thi một cách hiệu quả. Trong phần tiếp theo của bản tin, chia sẻ của người Việt Nam tại Mỹ về làn sóng kỳ thị người gốc Á trước thảm kịch 6 người phụ nữ gốc Á thiệt mạng và sau một năm chịu đựng sự kỳ thị do đại dịch COVID-19. Những nét đặc sắc của tranh dân gian như đồng hồ hàng trống trong đời sống hiện đại thể hiện qua sự sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ. Thưa quý vị, chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp 3 vụ xả súng tại bang Georgia của Mỹ khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 người phụ nữ gốc Á. Thảm kịch này đã khơi lại nỗi lo sợ của người Mỹ gốc Á sau một năm phải chịu đựng quá nhiều sự kỳ thị do đại dịch COVID-19. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với một số người Việt tại Mỹ để lắng nghe ý kiến, suy nghĩ của họ về tình trạng tấn công do thù hận này. Ngày 16 tháng 3, 3 vụ xả súng liên tiếp tại bang Georgia khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ gốc Á. Ngày 17 tháng 3, tại thành phố San Francisco, bang California, một thanh niên da trắng đã tấn công một phụ nữ gốc Á 76 tuổi, khiến bà bị bầm tím vùng mặt và rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ngày trước đó, đối tượng này đã tấn công một người Mỹ gốc Việt 83 tuổi, khiến ông bị chấn thương vùng đầu, gãy sống mũi, nghi gãy xương cổ và hiện vẫn đang phải điều trị trong bệnh viện. Liên tiếp, những vụ tấn công do thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về làn sóng kỳ thị chủng tộc. Sự phân biệt đối xử kỳ thị người châu Á đã diễn ra từ hàng trăm năm trước, từ khi những người lao động Trung Quốc đầu tiên tới Mỹ. Họ đến Mỹ để khai thác vàng và xây dựng đường sắt. Không lâu sau, họ bị coi là những con người bẩn thỉu mang nguồn bệnh. Sau đó, họ bị gọi bằng cụm từ hiểm họa màu vàng, có thể xâm lấn tất cả. Cả hai điều trên đều biểu hiện nỗi lo sợ về sự thống trị kinh tế vì bị mất cơ hội việc làm cũng như nỗi sợ Mỹ bị lép vế trên trường quốc tế. Sự kỳ thị chủng tộc người châu Á thì thật ra thì nó cũng có mới, rất là cũ. Vấn đề này nó nằm trong xã hội này nó từ lâu rồi. Thì họ không kỳ thị trên quốc gia mà họ kỳ thị trên màu da. Và khi họ kỳ thị trên màu da thì họ kỳ thị theo cái địa lý, theo cái châu lục. Làn sóng kỳ thị nhằm vào người gốc Á càng nặng nề hơn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ. Khi mà dịch COVID này bắt đầu xảy ra thì mình cảm giác đó là một cái cớ để cho những người mà bản thân họ đã phân biệt chủng tộc với người châu Á rồi thì họ sẽ thể hiện cái điều đó ra một cách rõ ràng hơn. Bản thân mình khi mà nghe cái thông tin về việc phân biệt chủng tộc và bạo lực với người châu Á thì mình rất là bức xúc. Mình cũng biết là khi mình đi ra ngoài thì cũng phải cẩn thận hơn. Cái sự sợ hãi là ở trong riêng cái cộng đồng Việt Nam của mình, những người Việt Nam tôi biết là bây giờ lan tỏa và nó bao trùm và cái cường độ càng ngày nó càng tăng lên. Ngày xưa thì mình chỉ nghe thế như vậy thôi, bây giờ mình nhìn thấy những cái sự lo lắng ra mặt. Người ta nói với nhau là bây giờ là tôi đã nghe là người ta nói với nhau là đi ra ngoài đường ban đêm là mình không dám đi nữa, đi là phải đi đông. Nói thí dụ vậy, tôi đã nhìn thấy người ta mua súng. Đến nay đã có hàng trăm báo cáo về sự phân biệt chủng tộc với người châu Á do COVID-19, vì người gốc Á bị coi là nguồn gốc của đại dịch này. Nhiều sinh viên kể với tôi rằng các bạn ấy phải nhận những ánh nhìn tức giận chỉ vì các bạn ấy đang đeo khẩu trang và các bạn ấy không cảm thấy an toàn ở nơi công cộng. Mặc dù người châu Á đóng vai trò lớn trong lịch sử phát triển của nước Mỹ, nhưng đáng buồn người châu Á vẫn bị coi là người nước ngoài. Suy nghĩ người châu Á mãi mãi là chủng tộc khác đã làm nảy sinh xu hướng bài trừ và cũng là lời biện minh cho các hành động bạo lực, kỳ thị. Trước phân biệt chủng tộc, không những với người châu Á mà vẫn nhiều sắc tộc khác ấy, thì đã là vấn nạn rất là bức xúc ở nước Mỹ rồi. Bởi vì là nó là một vấn nạn rất là lâu dài rồi, thế nên là cái chuyện mà giải quyết cái vấn đề này phải xuất phát từ nhận thức của mỗi người thôi. Và trong thời gian ngắn hạn thì hy vọng là chính phủ Mỹ trong khuôn khổ pháp luật
có thể trừng trị tất cả những người mà có những hành động bạo lực như vậy. Thưa quý vị, Ngày Hội Chứng Đau Thế Giới 21 tháng 3 được tổ chức hàng năm nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và tạo ra tiếng nói toàn cầu để vận động cho quyền lợi, sự hòa nhập và phúc lợi cho những bệnh nhân mang hội chứng đau. Nhân dịp này, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện đặc biệt về một gia đình người Mỹ đã dành hơn 10 năm tại Việt Nam với mong muốn hỗ trợ thanh niên khuyết tật trí tuệ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Từ những kinh nghiệm nuôi dạy con trai mắc hội chứng đau và tình yêu với giải đất hình chữ S, cha mẹ của Evan đã có những hành động thiết thực để giúp đỡ những gia đình đồng cảnh ngộ tại Việt Nam. Evan Beer sinh ra tại Mỹ với hội chứng đau. Khác với định kiến của nhiều người rằng trẻ đau không thể đi học bởi những khiếm khuyết về trí tuệ, Evan đã hoàn thành bậc cao đẳng tại một trường nghề ở Mỹ và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại một nhà hàng. Hơn 10 năm ở Việt Nam, gia đình Evan đã gặp gỡ nhiều bà mẹ cũng có con mắc hội chứng đau. Từ kinh nghiệm nuôi dạy con trai, mẹ của Evan, bà Michelle Beer đã truyền cho họ những kỹ năng để giúp những đứa trẻ đặc biệt hòa nhập và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chị từ một người bên nước ngoài mà chị về đây quá thân thiện đối với gia đình. Gia đình theo phương pháp của chị 7 năm nay rồi. Tập các động tác về chân tay và dạy cháu cách nhìn màu sắc, chỉ các con vật. Theo các bài tập luyện bế cách của cháu, từ đấy mà đi cháu đã biết. Và cơ bản nhất là cái xung quanh để cháu được hòa nhập, cái môi trường, những người bên cạnh. Sự bao bọc của nhiều gia đình có con khuyết tật vô tình đã hạn chế cơ hội sống một cuộc đời vui vẻ, có ý nghĩa của người khuyết tật. Thực tế này đã thôi thúc Michelle Beer khởi động dự án đào tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật với tên gọi Imago Work, nhằm giúp các bạn trẻ khuyết tật có được cơ hội, có việc làm và sống độc lập như con trai mình. Khi người khuyết tật tới đây, họ có thể được đào tạo về các kỹ năng xã hội, kỹ năng sống. Sau đó, họ cũng sẽ được thực hành các kỹ năng khi làm việc. Họ sẽ trở nên tự tin hơn, cảm thấy được giá trị của mình trong cuộc sống. Và mục tiêu cuối cùng, khi họ đã hoàn thành một khóa đào tạo 12 tháng, họ sẽ có một công việc. Người khuyết tật có thể làm việc ở mảng dịch vụ khách sạn, trong môi trường công sở, nhà hàng. Họ có thể làm việc ở rất nhiều nơi khác nhau, những nơi mà chúng ta không nghĩ rằng họ có thể làm việc được. Đó là định kiến mà chúng tôi muốn thay đổi. Chúng tôi cũng muốn các cơ sở kinh doanh khác cùng chúng tôi làm thế nào để việc kinh doanh của họ có thể giúp ích cho người khuyết tật. Nhờ tình yêu, sự sẻ chia của gia đình Evan cùng mô hình Imago Work, rất nhiều thanh niên khuyết tật Việt Nam đã được trao cơ hội để khám phá bản thân mình, với kỳ vọng các bạn sẽ làm được nhiều hơn thế, được tôn trọng và hạnh phúc khi được sống có ý nghĩa. Học sinh Việt Nam ngày càng tự tin, thể hiện tốt cả kỹ năng lẫn kiến thức trên đấu trường quốc tế. Đây là nhận định của đại diện ban tổ chức cuộc thi Cúp học giả thế giới World Scholars Cup, cuộc thi học thuật đồng đội dành cho học sinh phổ thông toàn thế giới. Vòng khu vực của cuộc thi đang diễn ra tại Việt Nam. Trường phổ thông liên cấp chuẩn quốc tế UV, nơi đăng cai tổ chức cuộc thi tại khu vực Hà Nội. Team debate được đánh giá là phần thi khó nhất của cuộc thi này. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được chọn lựa vào các nhóm cùng tranh luận về các chủ đề. Thi cuộc thi này thì cần một vốn từ vựng và kiến thức cực kỳ rộng lớn, nên là em đã cố gắng học tập và ôn luyện hết mức. Cuộc thi này mình có thể thu lại được những kỹ năng như làm việc nhóm, kỹ năng tra cứu tài liệu, làm sao để có những tài liệu chính xác nhất và tra cứu nhanh nhất, và có kỹ năng nói cũng như kỹ năng viết. Các con dùng những cái tầng tri thức nó phải sâu hơn để đưa ra lập luận, nó phải đánh cục được cái lập luận của đối phương để mà giành chiến thắng trước đội bạn. Qua cái cuộc thi này mình thấy là hoàn toàn các con học sinh Việt Nam có thể bước ra những cái sân chơi lớn. Chủ đề chính của cuộc thi năm nay là một thế giới đổi mới. Các thí sinh thi hoàn toàn bằng tiếng Anh, huy động tổng hợp kiến thức khoa học và công nghệ, lịch sử, văn học, nghệ thuật và âm nhạc và những lĩnh vực khác. Trường chúng tôi tổ chức câu lạc bộ Cúp học giả thế giới sau giờ học. Ở đó, chúng tôi khuyến khích học sinh suy nghĩ, ứng biến, thể hiện tính lãnh đạo, sáng tạo và tư duy phản biện. Đó là những yếu tố chúng tôi mang vào từng lớp học để học sinh có thể tự suy nghĩ, bày tỏ và bảo vệ ý kiến của mình về những vấn đề xã hội, đạo đức và công bằng.
để các em có thể thực sự phát triển thành những cá nhân hội nhập tốt với xã hội hiện đại. Một số kết quả của thí sinh đã có thể cạnh tranh được với những kết quả chúng tôi thấy ở Singapore, Đài Loan hay Thượng Hải. Bước nhảy vọt của học sinh Việt Nam hiện nay là kỹ năng tranh biện, kỹ năng viết và kỹ năng truyền tải ý tưởng. Đó cũng chính là những kỹ năng mà học sinh Việt Nam cần tiếp tục tập trung đầu tư hơn nữa để tiếp tục vòng thi quốc tế. Những sân chơi trí tuệ như thế này giúp các em học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, nhận ra ưu và nhược điểm của mình, khi các em chinh phục các thử thách cùng nhau. Các bạn thấy sao khi nhìn vào cuốn sổ tay này ạ? Họa tiết rất là bắt mắt, khá lạ nhưng cũng khá là quen, đúng không ạ? Thực ra hình ảnh con cóc, cái quạt và các kiểu họa tiết tròn xoáy ở đây đều được lấy ra từ nguyên gốc các bức tranh hàng trống khác nhau và kết hợp lại theo một cách khác. Ngày nay, ngày càng có nhiều những sản phẩm đời thường như quần áo, đồ trang trí nội thất hay bao bì sản phẩm được thiết kế lấy cảm hứng từ những dòng tranh dân gian như đồng hồ, hàng trống. Hãy cùng xem những bức tranh dân gian Việt Nam trở nên sống động trong đời sống hiện đại như thế nào qua sự sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong phóng sự sau đây. Nhắc đến tranh đồng hồ, người ta thường nghĩ ngay đến những bộ tranh đã quá đỗi quen thuộc được đóng khung treo tường. Nhưng cứ thử tưởng tượng, khi những hình ảnh đó bước ra ngoài tờ giấy gió và hiện hình dưới dạng những bức tranh gỗ với cách phối màu hiện đại, toàn bộ không gian của một căn phòng bỗng trở nên khác biệt. Cái không gian của quán cà phê này thì nó khá độc lạ, ngắm những cái bức tranh rất là đẹp. Mình thấy những cái phong cách tranh cách tân, tranh đồng hồ như thế này thì nó khá là bắt mắt. Nhận thấy nhu cầu về trang trí nội thất theo phong cách kết hợp truyền thống và hiện đại, một cửa hàng đồ trang trí nội thất ở Hà Nội đã bắt kịp xu hướng và phát triển các bộ tranh sưu tập gỗ của riêng mình, lấy tranh truyền thống Việt Nam làm chất liệu chủ đạo. Ví dụ tranh đồng hồ thì trước đây thì chỉ dùng 4 màu sắc chính. Tất cả màu sắc đều dùng từ tự nhiên, mà mỗi tranh lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc về phong tục tập quán cũng như là nét sống của người xưa. Đấy, khi mà mình đưa vào cái nét tranh hiện đại thì màu sắc của mình là mình dùng phối hợp rất là nhiều cái màu sắc của cái lối sống hiện đại bây giờ. Mình mong muốn là làm sao mà trong cái nhịp sống hiện đại bây giờ, những cái đường nét và cái nội dung mà cổ truyền mà đã có như thế, mình vẫn vừa lưu giữ, mình vừa có thể trang trí được không gian nội thất hiện đại với bây giờ. Không chỉ trong nội thất, những hình ảnh hoa văn từ tranh truyền thống Việt Nam còn xuất hiện trên các thiết kế bao bì sản phẩm. Ngay sau khi xuất bản cuốn sách Họa sắc Việt từ tranh hàng trống, chị Trịnh Thu Trang đã bắt tay vào đưa những họa tiết trong sách ra ngoài đời thực. Ví dụ như là ở đây là chúng tôi lấy các cái họa tiết từ bức canh nông vi bản, là một cái bức vẽ rất là ý nghĩa của tranh hàng trống, kể về nền văn minh lúa nước, kể về các cái công đoạn về làm nông và làm ra hạt lúa của ông cha. Các cái sản phẩm về thiết kế cũng như là các cái chất liệu về thiết kế, nếu mà chỉ nằm trong sách thôi thì nó sẽ vẫn ở lại dạng lý thuyết. Và để cho các cái họa tiết truyền thống sống dậy một cách thực sự thì chúng ta phải ứng dụng nó vào những cái sản phẩm thực tế. Và đây chính là cách để những cái họa tiết, những cái giá trị truyền thống không bị rơi vào quên lãng và nó vẫn được mang lại những cái giá trị rất là tuyệt vời cho các cái sản phẩm hiện đại. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều các nhà thiết kế ở nhiều lĩnh vực khác nhau ưa chuộng sử dụng chất liệu tranh dân gian Việt Nam. Dù là trên một chiếc áo phông thời trang hay một hộp bánh có thiết kế tinh tế, những bức tranh hàng trống, tranh đồng hồ dường như đã được đưa ra khỏi trang giấy và hiện diện trong đời thực một cách gần gũi nhất có thể. Có thể nói, chính nhờ vào nỗ lực và sáng tạo của những người Việt trẻ có khao khát lưu giữ những giá trị truyền thống mà tranh dân gian Việt Nam không những không hề bị lãng quên mà còn có một sức sống ngày càng mãnh liệt trong thời đại ngày nay. Và những hình ảnh đặc sắc vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.